vì là cái thằng 700 ấy nó chỉ đắt hơn một ít thôi, nhưng mà lúc nó đi ngọn ấy, mình chăm ấy, nó rất là nhanh to và nó phát triển rất là tốt bạn nhé. Chứ đừng ham rẻ mua những loại kia mà nó còi còi như mình này. Mình là mình không có tiền thôi nên là mình mới sưu tầm này. Đây là dòng đây. Đây là hàng trắng tuyền nhá, hàng này bây giờ thì ít người chơi rồi. Hàng này giờ ít ít người chơi rồi bạn nhá. Đấy các bạn nhìn nhá. Đây là hàng Vũ Tuấn Anh nhá. Dòng đột biến mà trắng tuyền ấy cũng một thời đình đám ấy, nhưng mà bây giờ thì rẻ. Cái này mình mua 700 ấy, nhưng mà cái dòng thòng này đây này, cái này nó nhỏ xíu xíu này. Đấy, các bạn về chăm rất là khó luôn. Đấy. Nhưng mình mới chăm nhưng mà mình cứ nhiều mình mua thôi. Chăm rất là lâu luôn. Đấy. Đây là một con hàng bóc rừng bạn nhé. Đấy mình trồng trồng chung vào đấy. Đấy. Hàng kiến nít nít này. Đấy. Các bạn nhìn nha. Bây giờ vẫn mướt nhá, vẫn đang đi ngọn bạn nhé. Đúng. Đấy. Đây là đấy mình cũng cắt ra mình ươm nhé. Cái bụi này của mình to nhưng mà đợt đầu năm thì mình mới chơi thì là mình để ở ngoài Bắc này, thì đến cái mùa hè đấy nắng nóng với mưa nhiều thất thường ấy, nên là úng thối nhá, chết nhá. Thì còn duy nhất một cái mầm này bạn nhìn nhá, mập chưa, mình vẫn cho ăn nước bình thường nhá. Chầm này là chầm Điện Biên bạn nhá. Bây giờ thì cái dòng Điện Biên này thì khó lắm. Đây là một người bạn của mình tặng thôi, chứ cái mình thấy bạn ấy nói là giờ chỉ có chầm nào mới chầm Myanmar, ở rừng rừng nào ấy rừng Myanmar nhập về bạn. Cái chầm Điện Biên của mình hầu như hết này. Còn đâu là đây mình quay thiên nga này. Mình mua cái cây này người ta bộ thiên nga, mình mua thì là bộ thiên nga đen, nhưng mình cũng không biết nhá. Cái dòng thiên nga nó nhiều giống lắm, là hay bị lừa lắm nhá. Trước mình mua một cái dòng nó không phải là nó thuộc chi của thiên nga thôi bạn nhá. Nó thuộc chi của thiên nga thôi. Nó ra hoa nói chung là xấu ạ. Hoa không được như ý muốn mình, hoa nó không đẹp như hoa của hoa thiên nga bạn nhá. Đấy. Thì trên thị trường bây giờ là rất nhiều người bị lừa về cái cây này luôn. Đấy. Đấy, các bạn nhìn nhá. Cái cây này là mình mua trước là bộ hoa cây thiên nga bạn nhá. Nhưng mà không phải thiên nga bạn nhá, nó chỉ thuộc chi của thiên nga thôi. Nên là kiểu cánh đài với cánh môi nó khác. Hoa nở sẽ xấu hơn mình đảm bảo ấy. Rất nhiều người ở trên hội hỏi rồi. Đây là kiếm. Mình mua kiếm. Đây là kiếm Tiên Vũ bạn nhé. Dòng mặt hoa xổ số ở mình mua ở trong Đắk Lắk. Đắk Lắk. Đây là cây cẩm cù. Cẩm cù bạn nhé. Cẩm cù. Đây mình cho bạn xem, đây là cây rồng mình. Cái cây vảy rồng này rất là khỏe bạn nhé, nhìn nhá. Cái đấy các bạn nhìn nhá, cái kia này nó đã rụng rời ra rồi nhưng mình dắt đây nó lại đâm kia nhá. Hoa vảy rồng rất là thơm bạn nhé. Nếu mà các bạn nào mà mới chơi thì nên sưu tầm hàng rừng, thì mỗi loại một tí nhá. Mỗi loại na nhá, để cho nở quanh năm nhá. Không chuyên về một loại. Thôi thì đầu ngày mới thì mình chúc các bạn một ngày mới là sức khỏe dồi dào và suôn sẻ nhé. Mình xin kết thúc video ở đây.
Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình được nghỉ nhé. Ngoài Bắc trời bây giờ đang đổ mưa và không khí lạnh đang về, nên là thời tiết rất là lạnh luôn. Mình có một ít nan cây nhỏ nhé. Ở ngoài kia mình mua mái che, mình sẽ cầm vào trong đây để tránh mưa bạn nhé. Thời tiết mưa này nó cũng bị thối lắm, cũng hay bị thối lắm. Anh em mình đã cho hết ở đây nhé. Đây là những cây nhỏ bạn nhé. Những cây này chưa ra rễ, chưa thuần chậm. Không biết có qua nổi cái mùa đông hay không. Mình mua rất lâu rồi nhưng mà không hiểu tại sao mà vẫn chưa, từ lúc mua về trồng này được 3 tháng này giờ vẫn như này nhá. Cái kia này của mình chả thấy có chuyện gì, mình cũng chả hiểu sao. Còn là những cái chậu kia mình mua về vẫn phát triển bình thường lắm. Đấy, hôm nay mình sẽ dọn hết trong đây, ít chậu nhỏ mình sẽ dọn trong đây. Bạn nào mới chơi ấy mà đang chuẩn bị làm dàn thì mình khuyên nên làm dàn có mái che nhé, mái che bằng nhựa, một nhựa nhựa xong là đến cách lớp nhựa tầm bằng 1 mét thì bạn che thêm một lớp lưới đài nhé, thì nó đảm bảo không phải chạy mưa như mình. Cứ chạy mưa như mình có vài cái giỏ mình chơi thôi, chứ còn đâu nếu mà ai nhiều thì khổ lắm, mệt lắm. Nên là sắp tới nếu mình có làm lại thì mình sẽ bắn máy nhựa và mình sẽ tôn dàn lên. Thì là nhà bạn nào mà diện tích chật hẹp thì bạn làm cái dàn 2 tầng nhé.